Cả nhà em lên một con đồng hồ Nhật độc lạ nha. Đây size 48 chưa nấm. Có cái nấm bảo vệ. Và mình phải dặn như con ốc là ra nha. Đó mình rồi mình kéo ra mình chỉnh thời gian đó. Size to hầm hố da bò. Đây, rất là độc lạ của Nhật nha. Đó, em bán 380 bao ship nha. Không lời một đồng luôn. Rồi em mời cả nhà.